Đã đến lúc Messi trở lại Barcelona, người đồng đội thân thiết Dani Alves khẳng định, đã đến lúc Lionel Messi trở về nhà, đó chính là câu lạc bộ Barcelona. Lionel Messi và Dani Alves là hai người đồng đội thân thiết trong suốt 8 mùa giải ở Barcelona. Bây giờ, hậu vệ phải người Brazil kêu gọi siêu tiền đạo người Argentina trở lại Nou Camp để cùng nhau thực hiện điệu nhảy cuối cùng. Messi đã phải vật lộn để tìm lại phong độ tốt nhất của mình tại PSG kể từ khi rời Barcelona trong nước mắt vào mùa hè năm ngoái. Siêu sao 34 tuổi người Argentina chỉ ghi được 3 bàn thắng ở League 1 sau 21 trận ra sân kể từ khi chuyển đến đội bóng thủ đô nước Pháp vào tháng 11 năm ngoái. Messi lần thứ 7 giành quả bóng vàng thế giới khi vượt qua Robert Lewandowski. Sau đó, Messi chỉ xếp thứ 2 sau Lewandowski trong cuộc bầu chọn cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA năm 2021. FIFA The Best 2021. Nhưng không hoàn toàn ngạc nhiên khi phong độ của Messi giảm sút vì anh sắp bước qua tuổi 35 vào mùa hè này. Các báo cáo từ giới truyền thông quốc tế chỉ ra rằng Messi không hạnh phúc tại Paris vì anh không thích nghi được với cuộc sống tại Pháp và tại PSG với nhiều lý do khác nhau. Trong khi đó, Dani Alves là cầu thủ đầu tiên trở lại Barcelona dưới thời Xavi, sau đó, Barca còn ký hợp đồng với 3 cầu thủ nữa. Và Xavi đã giúp Barca thành đội bóng bất bại ở La Liga kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, với chiến thắng mới nhất 3-2 trước Levante vào rạng sáng nay 11 tháng 4 ở La Liga. Sau Alves, Barcelona lần lượt ký hợp đồng với Ferran Torres từ Manchester City, mượn tài năng trưởng thành từ lò La Masia Adama Traore từ Wolves và ký hợp đồng với cựu đội trưởng Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Lionel Messi và Dani Alves đã chơi cùng nhau ở gã khổng lồ xứ Catalan từ năm 2008 đến 2016, nơi họ cùng nhau giành 23 danh hiệu vô địch, trung bình gần 3 danh hiệu mỗi mùa. Vào ngày trở về Barca tháng 11 năm ngoái của Dani Alves, anh đã cùng chủ tịch Joan Laporta nói về khả năng một ngày nào đó Messi trở lại Nou Camp. Cựu sao Barca Luis Suarez cũng tuyên bố người bạn thân Messi đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống ở Paris, làm dấy lên tin đồn Messi sẽ trở lại Barca vào tháng giêng. Alves tiếp tục nói rằng việc Messi không ở Barca là điều lạ lùng và tuyên bố sẽ thật tuyệt nếu Messi có thể kết thúc sự nghiệp ở đây tại Barca. Hôm nay 11 tháng 4, Dani Alves lại chia sẻ với Diario Sport Tây Ban Nha: "Tôi không biết Lionel Messi nghĩ hay muốn làm gì. Cậu ấy có thể quay lại với tôi một năm ngắn ngủi để xem điệu nhảy cuối cùng. Tại sao không? Không có nơi nào tốt hơn Barcelona. Đã đến lúc Lionel Messi trở về nhà Barcelona nếu cậu ấy muốn." Trong khi đó, chủ tịch Barcelona cũng nói về việc Messi trở lại Nou Camp trong tương lai. Điều đó đã xảy ra với Dani Alves, người đã nói rằng tuổi tác chỉ là một con số, và cũng nỗ lực tài chính đáng kể, chấp nhận đá gần như không lương để trở lại Barcelona. Bạn đang nói về hai cầu thủ ngoạn mục với Leo Messi và Andres Iniesta. Tôi không thể đoán trước được tương lai, họ vẫn còn đang chơi bóng. Bạn không bao giờ biết trước được những gì xảy ra trong cuộc đời. Hợp đồng của Lionel Messi với đội chủ sân Parc des Princes có thời hạn đến mùa hè năm 2023. Messi sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 36 của mình vào thời điểm hết hợp đồng với PSG. Trong khi nhiều người trong nội bộ Barcelona muốn thấy Lionel Messi trở lại, thì một khả năng như vậy vẫn còn xa để trở thành hiện thực.